Thanh Mai là cổ vật độc bản, có niên đại năm 798. Đây là hiện vật sớm nhất có hình tượng hoa sen được tìm thấy cho đến nay. Quai chuông đúc nổi đôi rồng đấu lưng vào nhau, uốn cong một cách khéo léo. Phía dưới là hình các cánh sen dạng mãn khai chạy vòng quanh thân chuông thành một vòng khép kín. Ở niên đại muộn hơn, các nhà khảo cổ tìm thấy hình tượng hoa sen xuất hiện trên các kiến trúc cung điện thời Đinh Tiền Lê. Cho đến thời kỳ đầu của nền độc lập, nhà Đinh thì đã thấy rất rõ cái dấu vết của đồ án hoa sen. Hoa sen hiện diện trên những cái gạch lát nền cung điện vô Đinh trong những cái đợt khảo học phát hiện ra gần đây. Cái dấu tích của 42 năm huy hoàng của kinh đô Hoa Lư không còn, nhưng mà những cái dấu vết khảo cổ khẳng định cái sự hiện diện của hoa sen. Đặc biệt ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia còn lưu giữ hình ảnh một vị Bồ Tát sinh ra trong cánh hoa sen. Khai quật một phần nền cung điện thời nhà Đinh Tiền Lê ở Hoa Lư, Ninh Bình, các nhà khảo cổ tìm thấy tại đây những viên gạch lát nền có trang trí hình hoa sen. Biểu tượng hoa sen trên những viên gạch này có 16, 14 hoặc 8 cánh. Nhìn chính diện từ trên xuống, họa tiết được bố cục dưới dạng một mặt tròn nằm giữa viên gạch, gồm 3 lớp. Lớp ngoài cùng là cánh sen xếp đều nhau, kết thành một vành tròn. Lớp giữa gồm những vân xoắn đơn xếp cùng chiều, thể hiện nhụy hoa. Lớp trong cùng là một hình tròn điểm chấm nổi, thể hiện hương sen với các hạt. Một số viên gạch còn có dòng chữ Đại Việt Quốc Quân Thành Chuyên, có nghĩa là gạch chuyên xây dựng thành nước Đại Việt. Trong quá trình khai quật còn phát hiện các ống ngói, giọt danh có biểu tượng hoa sen với nhiều tạo hình độc đáo. Tuy nhiên, sự hiện diện của hoa sen trên các vật liệu kiến trúc thời kỳ này mới chỉ ở mức độ đơn lẻ, và phải sang đến thời nhà Lý nó mới được sử dụng dày đặc. Cho đến thời triều đại nhà Lý thì rõ ràng là với cái vai trò Phật giáo trở thành quốc giáo, sự hiện diện của hoa sen đến đây có một sự bùng nổ, và chúng ta thấy bắt gặp hình ảnh của hoa sen trên rất nhiều những công trình kiến trúc, trong những cái mảng chạm, trong các cấu kiện. Tiêu biểu nhất cho sự hiện diện của hoa sen trên kiến trúc thời nhà Lý là đồ án hoa sen đỡ chân cột. Do yêu cầu chống mối mọt và ẩm thấp nên các chân cột tại chùa Phật Tích đều được kê đá. Tận dụng điều đó, các nghệ nhân đã trang trí các cánh sen viền quanh, tạo cảm giác như toàn bộ không gian kiến trúc được dựng trên các đóa hoa sen. Tạo hình đồ án hoa sen đỡ chân cột thời Lý có phần gần giống với đồ án hoa sen trên các viên gạch ở thời Đinh Tiền Lê. Hoa sen được bố cục các cánh thành một vòng tròn theo kiểu nhìn chính diện từ trên xuống. Hoa bao gồm 16 cánh chính và 16 cánh phụ. Điều khác nhau là các đồ án này của thời Lý không thể hiện phần nhị sen và gương sen, có lẽ vì cột che khuất. Lòng của các cánh sen thời Lý thường được chạm tỉ mỉ tinh tế hơn để tôn thêm vẻ cao quý. Nghệ thuật của hoa sen thời Lý với những mô típ cánh sen kép, và trên những cánh sen đó có những cái biểu tượng rồng phượng hoặc các mô típ khác xuất hiện theo cách đăng đối trên cùng một cánh sen. Đến thời kỳ Trần, mô típ trang trí hoa sen trên kiến trúc đã có nhiều thay đổi. Chủ yếu, người ta sử dụng hình thức bệ hoa sen để trang trí trong các công trình thờ tự. Lúc này, hoa sen mang tính biểu tượng nhiều hơn. Cách thể hiện cũng mạnh mẽ, khoáng đạt, khỏe khoắn và đơn giản hơn.
đến thời Trần, bắt đầu cái nghệ thuật nó có sự khác so với thời Lý, nằm ở chỗ các mô típ bắt đầu xuất hiện rời rạc, thậm chí là độc lập, không đăng đối theo kiểu mô típ trang trí trên cánh sen của thời Lý nữa. Từ thời Lê Sơ đến thời Nguyễn, đạo Phật bị hạn chế, các chùa tháp không phát triển, nhưng hoa sen vẫn là loại đề tài được chú ý nhiều. Từ kiến trúc Phật giáo, hình tượng sen đã có sự biến đổi để phù hợp với những không gian khác. Trong nhiều công trình kiến trúc của chùa Việt thì cái biểu tượng hoa sen này được thể hiện một cách khá đầy đủ. Cái đầy đủ ở đây là thể hiện cái sự toàn bộ của hoa sen với nhiều cánh. Có cả nhụy sen, có cả đài sen, có cả cánh sen. Khi bước sang cái dòng nghệ thuật đình làng, nghệ thuật kiến trúc đình làng thì hoa sen được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau mà không phải như một cái mô thức thống nhất hay duy nhất như ở thời Lý hoặc thời Trần. Nó không chỉ xuất hiện gắn với bệ tượng mà nó xuất hiện ở nhiều những cái thành phần kiến trúc hoặc trang trí khác trong công trình. Các đồ án trang trí hoa sen thông dụng nhất ở thời kỳ này là hoa sen kết hợp hoa dây và hoa thiêng khác thành băng dọc ở diềm cửa tháp bậc lên xuống lan can. Nghệ nhân cũng có thể thay đổi bố cục, một hoa sen lại đến một hoa cúc được thể hiện trong những vòng tròn của hoa dây. Hình thức trang trí hoa sen ở đây mang tính chất ước lệ cao. Lá sen, hoa sen đã được cách điệu khác hẳn thực tế, thể hiện nhiều góc nhìn khác nhau đối với hình tượng này. Gắn với các cái mảng trạm trang trí kiến trúc thì hoa sen lắm lúc được thể hiện dưới dạng cái góc nhìn là góc nhìn chính diện, với hoa sen đầy đủ các cái hệ thống, các lớp cánh, có đài sen, có nhụy và có cả cuống sen. Thế nhưng ở một số những công trình khác như ở đình làng thì hoa sen cũng được thể hiện ở nhiều cái hình thức khác nhau. Có thể ở góc nhìn chính diện, có thể ở góc nhìn cắt lớp. Cắt lớp ở đây tức là cắt cái mặt phẳng của như cắt đôi cái bông hoa sen ra để chúng ta nhìn thấy được cả cái phần đài sen bên trong. Đó là một cái trạng thái biểu hiện cái quan niệm của người xưa trong việc chạm khắc lên những cái mảng chạm hoa sen đó. Hình thức trang trí hoa sen trong giai đoạn này còn xuất hiện rất nhiều trên các bia tiến sĩ ở Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Một không gian của nho giáo, tại sao là như vậy? Ở thời đại Lê Sơ, khi mà nho giáo được giữ một vai trò chính thống trong xã hội, thì ở Văn Miếu chúng ta vẫn thấy những cái đồ án hoa sen trên hệ thống bia thời Lê Sơ. Và đặc biệt đến sang thời Mạc và thời Lê Trung Hưng thì ở Văn Miếu có một hiện tượng mà rất đặc biệt, tức là chân diềm bia giờ đây là có kiểu thức của những cái bệ sen ở như là ở các cái tòa sen trong kiểu thức Phật giáo, cho thấy sự trỗi dậy của Phật giáo đã đưa đến cái ảnh hưởng rất rõ nét trong các cái đồ án hoa sen ở Văn Miếu. Trang trí hoa sen trên bia tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám không chỉ cho thấy sự trỗi dậy của Phật giáo cùng những ảnh hưởng của nó với nho giáo, mà một trong số trường hợp nào đó lại là những thông điệp mà người xưa muốn truyền tải qua hình tượng này. Trong 82 tấm bia của Văn Miếu thì có rất nhiều những cái tấm bia mà có cái hình hoa sen, mà trong này có một cái vị đại khoa là Hoàng Giáp Lương Trí. Thì cái tấm bia này có một cái hình ảnh là một cảnh hồ sen rất là thơ mộng, và có hình ảnh của những con cò, con vịt lội ở trong đó. Cái này cũng là một cái ẩn dụ của cách nói về những cái việc mà khoa cử đỗ đạt đăng khoa liên tục. Nhưng mà nó cũng phản ánh một cái thân phận của một cái vị đại khoa
vốn xuất thân từ là cái cảnh nghèo khó, khốn khó. Cũng trong thời kỳ này, hình tượng hoa sen còn được đưa vào các không gian hoàng cung. Đôi rồng trầu tại sân điện Kính Thiên trong Hoàng thành Thăng Long chính là đồ án hoa sen cách điệu vô cùng độc đáo. Bậc thềm Kính Thiên thì là hai bên là hai hình con rồng rất lớn, và hai khối mây bên cạnh thì chính là dạng thức là bảo tướng liên hoa, tức là một cái loài hoa thiêng và quý, nhưng mà trong một cái hình ảnh cơ bản là hoa sen. Và trong một cái không gian hoàng cung như vậy, chúng ta cảm thấy được cái sự sang trọng và cao quý của cái loài hoa này. Rồng và hoa sen, hai biểu tượng khác biệt được kết hợp trong một công trình kiến trúc. Vậy rồng và sen có mối liên hệ nào với nhau hay không? Con rồng và hoa sen, tức là nó nói như là cái gắn kết của con rồng với nước, rồng với cả cái cội nguồn văn hóa, với cả cái nơi sinh ra cái văn hóa của mình. Thì đấy cũng là một cái đặc sắc của cái thềm Bậc Đệ Kinh Thiên, bởi vì rõ ràng là một không gian mang đậm cái chất thần quyền như vậy, chúng ta vẫn thấy hoa sen ở một cái kích thước rất là lớn. Mỗi thời kỳ, sen lại được thể hiện bằng một diện mạo, một hình thức trang trí, một vật liệu kiến trúc đặc trưng riêng của lịch sử dân tộc. Sen xuất hiện ở mọi công trình kiến trúc, không chỉ trong vai trò là một hình ảnh để trang trí, mà nó còn ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc. Hoa sen nó có gắn bó với cả người Việt. Nó bình dị như là cái lá sen trong nắm xôi của cái người nông dân đi làm đồng ấy. Phải nói rằng là người Việt thấy ở trong hoa sen rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc, rất nhiều những cái thân phận của mình ở trong đấy, và vượt lên tất cả, vượt lên trên trong những khắc nghiệt của thời tiết, của số phận, thì luôn thấy một cái hình ảnh hoa sen tuy mềm mại nhưng vô cùng khí phách và thể hiện được cái phẩm cách, một cái khao khát vượt lên trên những cái lầy bùn tanh hôi để tỏa sáng, để rực rỡ và ngát hương. Tất cả những biểu tượng có dáng dấp của hoa sen không chỉ mang lại giá trị vật chất cho cuộc sống, đảm bảo yếu tố công năng, kỹ thuật và thẩm mỹ cho công trình kiến trúc, mà còn mang giá trị tinh thần vô giá. Tất cả đều biểu đạt được giá trị thẩm mỹ vĩnh hằng của loài hoa đã thấm sâu vào tâm hồn dân tộc Việt.